Em Ngọc Hữu Autoca xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thưa anh chị. Và để cập nhật những xe mới nhất từ cửa hàng cũng như những chiếc xe tại Tây Nguyên Lâm Đồng, anh chị có thể vui lòng đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất và sớm nhất trên kênh YouTube của em. Và ngày hôm nay 17 tháng 6 2020 thưa anh chị, và trước mặt anh chị đây là một chiếc bán tải nắp thùng cao đến từ thương hiệu Mazda BT50 phiên bản 4x4 MT 2 cầu. Dung tích xi lanh chiếc xe này thì được sử dụng máy của Ford 2.2 cũng như khung gầm của Ford thưa anh chị. Giờ chỉ mỗi cái hơi khác một chút xíu là em nó lại mang thương hiệu của Mazda thôi. 63C08052. Và ngày hôm nay em gửi đến anh chị 5 vỏ theo xe nha anh chị nha. 5 cái vỏ đang ở bên dưới này theo xe. Tình trạng vỏ thì sao ạ? Tình trạng vỏ đúng không ạ? Rất là cao nè. Đó. Và hơn hết là chiếc xe này đăng kiểm rất là dài đến tháng 2 2021 lận. Và không để anh chị phải chờ đợi lâu thưa anh chị, điều đầu tiên mình sẽ đi vào phần cụm đèn luôn. Cụm đèn chiếc xe này được nâng cấp lên sử dụng bóng xenon. Một bì. Bên dưới này là một cái bóng đèn LED. Và được nâng cấp lên thành bóng xenon rồi. Tiết kiệm được 15 triệu thưa anh chị cho cặp bóng này nha. Một cặp bóng này tiết kiệm được 15 triệu. Tại vì theo phiên bản mà từ hãng Mazda đưa về tới tay anh chị tiêu dùng á, thì cặp đèn này thì mình sử dụng cặp đèn cũ là halogen nha anh chị nha. Thì xe này đã được lên nâng cấp đèn rồi. Đúng không ạ? Một cái có thể nói là ổn định. Vỏ bên ghế lái đây thưa anh chị rất là cao. Đúng không ạ? Nhìn nó cũng khoảng 80-90% mới. Bánh sau thì sao ạ? Bánh sau cũng vậy, rất là cao nha anh chị nha. Vỏ sơ cua thì hơi mỏng một chút xíu thôi. Tại vì chiếc xe này thì có thể nói là được lăn bánh cũng khá là ít, chưa đến 100.000 cây số, chưa hết bảo dưỡng thưa anh chị. Từ phần gương chiếu hậu nhìn giống y chang Ford, cho đến khung gầm máy sử dụng Ford, kích thước của bánh khác Ford một chút xíu, và bộ máy sử dụng hoạt động trong này vẫn sử dụng máy của Ford luôn. Và dung tích chỉ có 2.2 nha anh chị nha, mà được một cái là em nó hai cầu. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lên trên chiếc xe này xem coi chúng ta sẽ có gì trong ngày hôm nay. Kính chỉnh điện, gập điện rất quen thuộc rồi. Thảm rinh của BT50 và được trang bị trên chiếc xe này là option không phải nỉ nữa. Da rồi, một bộ da rất là xịn. Mới đét. Mới đét luôn. Đó. Mới đét luôn. Mới đét luôn. Trần. Không cần phải bọc ni lông hay bọc bất kỳ cái gì nha anh chị nha. Rất là tê, rất là phê. Ổ khóa sau bên ghế lái không khuyết một chút xíu nào. Cho đến phần trụ xe nè anh chị này. Trụ xe rất là đẹp nè. Đúng không ạ? Và cái miếng mà miếng ni lông dưới này đang còn luôn. Đó. Còn về phần keo chỉ thì anh chị sẽ không phải lo cho những phần khúc này rồi. Không cần phải lo ngại nha. Đóng cửa sao? Vào rồi. Keo chỉ cửa tài. Đây thưa anh chị. Và sơn trên chiếc xe này tới 90% cơ. Đó. Vậy thì ngay đi bây giờ em sẽ vào cái dàn máy này, vào khoang buồng lái để quay cho anh chị. Điều đầu tiên thì chiếc xe này đang còn hai remote, hai chìa khóa thùng, rất là đầy đủ. Và video này em đang hiện quay vào lúc 10 giờ 32 phút ngày 17 tháng 6 2020. Hộp số 6 cấp. Chỗ này người sử dụng hơi kỹ. Cho mình được một cái bao rồi. Động cơ 2 cầu 2H, 4H và 4L. Và order chiếc xe này 68.676 cây. Đề nọ. Đây thưa anh chị. Toàn bộ trên khoang buồng lái của em nó đây. Máy rất là êm nha anh chị nha. Điều hòa êm.
Vậy thì bây giờ mình có thể nói như thế nào ạ? Bốn cái vỏ này đã được thay mới hoàn toàn nha anh chị nha. Và vỏ sơ cua chiếc xe này đã lăn rồi. Vậy thì bây giờ với mức giá bán như thế thì chiếc xe này em xin bấm giá đấy anh chị, đến anh chị và gửi đến toàn thể anh chị trên khắp mọi miền luôn. Chiếc BT50 biển số vàng này em xin chào bán anh chị với mức giá bán 480 triệu. 480 triệu bốn cái vỏ mới, chạy 68.000. Và toàn bộ form dáng chi tiết của em nói trong ngày hôm nay đây. Nắp thùng cao, xe được trang bị cặp bóng xe nông rồi, sơn rinh 90%. 90%. Bốn vỏ mới. Và như thế nào ạ? Bốn vỏ mới và chúng ta có thêm một cặp đèn xe nông nữa rồi. Đó. Đăng kiểm dài đến 2021, pháp lý trên xe thì rõ ràng rồi. Cho nên là mình cũng không cần phải bận tâm gì về phần giấy tờ, tại vì giấy tờ thì đa phần bên tụi em thì đều gửi về phòng dịch vụ làm hết, cho nên là anh chị cũng không phải lo ngại. Tình trạng đồng sơn thì mình đã coi ở bên tài rồi. Thì bây giờ mình sẽ ra coi phần nắp thùng cũng như là chi tiết đằng sau, cũng như là bên phụ lại. Về chi tiết phần thùng của chiếc này thì có thể nói là một nâng cấp nè. Chúng ta đã có hai cây ti giảm chấn ở trên này rồi, đúng không ạ? Và thùng rất là đẹp, không chở cái gì, đúng không ạ? Lót thùng y như mới nữa. Đó, rất là ok, đúng không ạ? Và được lên thêm cặp ti này nữa. Mà cặp ti này lên cũng gần triệu, khoảng triệu. Đó. Vậy thì lúc mà em mở thì mình mở ra tới đây, mình có thả ra thì nó cũng tự động nó xuống nha anh chị nha. Bây giờ mình sẽ làm lại nha. Đó, đóng nè. Bây giờ em sẽ mở. Đó. Tự động nó sẽ giảm chấn cho mình. Đó, rất là tốt. Thì mình sẽ đóng cái nắp này lại. Phiên bản này là một phiên bản hai cầu rất đầy đủ của số sàn nha anh chị nha. Bây giờ mình sẽ coi bên phụ lái. Sơn bọng dè, vân chỉ bọng dè, ok. Nội thất thì sáng rồi. Keo chỉ thì sao ạ? Keo chỉ thì đây anh chị, keo chỉ rinh. Cái phần trắng này á thì khi mà em lên phim ở trên này thì nhiều anh chị sẽ thắc mắc phần trắng này là cái gì, thì em xin gửi đến anh chị đây là phần bát nha, cái bát dưỡng nha. Đó, cái này lấy khăn lau nó sẽ hết. Đó, phần bát dưỡng khi mà đánh bát cái xe lên thì nó sẽ lọt vào trong những kẻ đó. Còn keo chỉ và ổ khóa thì đây, ổ khóa nó như mới đó. Vậy thì chứng tỏ là hai cái cửa sau này đóng mở rất là ít, còn cửa trước bên phụ lái đây thưa anh chị nó cũng y chang vậy. Vậy thì chứng tỏ cái xe này chỉ sử dụng đi một người là chủ yếu nha. Và trong này thì chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng của BT đó. Còn hình thức thì phiên bản này đều có hai túi khí, hai cầu, hệ thống ABS rồi cân bằng, được người sử dụng lên cặp bóng xe nông rồi, đúng không ạ? Tiết kiệm được 15 triệu cho cặp đèn, một bộ ghế da, rồi trải thảm Simbelly. Còn bên dưới này thì thảm nỉ vẫn đang còn nhá. Còn tình trạng về máy nãy giờ em nổ thì sao ạ? Không lỗi nha anh chị nha, không lỗi chút xíu nào. Bây giờ em sẽ đóng cửa lại và thả thẳng tay xuống. Không lỗi bất kỳ. Mà máy rất là êm, rất là tròn tua luôn. Và tình hình mình đang kéo dàn lạnh rồi nha anh chị nha. AC sáng nè, bật nấc 1 nè. Tua máy chỉ rơi vào bao nhiêu ạ? 500 700 khoảng 850 vòng trên 1 phút. Rất là ổn định. Mà bây giờ em sẽ dở nắp cabo lên và bật toàn bộ phần đèn lên cho anh chị có thể thấy rõ nhất cho phần cục đèn nhé. Cabo được dở lên rồi. Về phần cụm đèn thì sao ạ? Em đã nói rồi, chiếc xe này được trang bị một bóng xe nông trên này rồi. Đó, rất là sáng nha. Đó. Và bên dưới cặp đèn cản cũng như là trợ led ở bên trên. Còn phần đèn xi nhan thì được để ở trên này. Và trên kính chiếu hậu. Rất là ok nha anh chị nha. Vâng, cabo thì sao ạ? Ở đây mình sẽ có hai đường sọc.
hai đường vân. Và khi mà em bật đèn lên thì anh chị có thể thấy là ánh đèn phản vào phần keo, thì chỉ có cái lớp keo rinh mới có thể làm được việc đó thôi nha. Bên giữa này chúng ta sẽ có một cái đường dập ở ngay đây. Đó, rất là thẳng nha anh chị nha. Và hai bên hông này. Đó. Bây giờ mình sẽ coi về phần máy trước khi mình coi về phần khung gập. Thưa anh chị, vào đây là khoang máy của chiếc BT50. Phần cục đèn đây thưa anh chị, rất là đẹp, thanh vàng như mới nha. Nó không khác gì pho cả. Bình ắc quy rinh, hệ thống ABS của nó nằm đây. Đó. Và máy sử dụng turbo tăng áp 2.2, máy 2.2 như pho. Turbo của em nó nằm đây nha anh chị nha. Và mặt cọp của xe chưa mở nha anh chị nha, máy là chưa mở. Phần dàn rinh hết rồi. Rất là ổn định. Đó, phần cục đèn bên này rất là chói lóa luôn như mới. Còn về phần máy đang vận hành đây thì anh chị rất là ổn định là phải không ạ? Rất là ok nhá. Vâng, trên capo và phin cách nhiệt trên này, cái tấm cách nhiệt đây vẫn đang còn rất là đẹp nè, anh chị có thể thấy cho em nè, đẹp đúng không ạ? Và những đường bon tĩnh điện trên này rất là ok nha. Với giá thành cho XLT 2016 bây giờ rơi vào tầm khoảng, em nhắm khoảng cho anh chị từ 540 triệu cho đến 560 triệu cho Ranger XLT 2 cầu. Còn BT50 sử dụng khung gầm for, máy vẫn là máy 2.2 bản 2 cầu như thế này, thì bên em xin gửi đến anh chị với giá chào bán chỉ có 480 triệu. Rất là rẻ. 480 triệu mình mua được 4 cái vỏ mới, 480 triệu mình mua được một chiếc xe chạy 68.000, vừa qua dàn vỏ đầu tiên, bước qua dàn vỏ thứ hai. Đó. Cho nên nhiều anh chị, ngày hôm nay em sẽ giải đáp luôn thôi anh chị. Nhiều anh chị kêu em vỏ rinh theo xe chạy được bao nhiêu ngàn cây số, thì nó sẽ tùy vào từng môi trường. Nó tùy vào từng môi trường thôi anh chị. Có nhiều môi trường, nhiều tỉnh chạy tầm khoảng 50.000, có nhiều tỉnh chạy được 70.000, và có nhiều tỉnh chạy được 80.000 cho dàn vỏ đầu tiên. Đó, có thể nói là như thế nha anh chị nha. Vậy thì cái vỏ đầu tiên của BT50 là vỏ gì? Thì em xin gửi đến anh chị nha. Vỏ đầu tiên của BT50 sẽ sử dụng vỏ Dunlop. Đó, AT20. Và kích thước của nó sẽ là sử dụng 255-70-16, mâm 16 inch. Còn hiện tại thì anh chị có thể thấy trên này cho em nè, chúng ta sẽ có một cái vỏ BS. Và vỏ này thì mới thuộc lô tuần 42-2019, cặp vỏ trước mới thay. Đó, điều khẳng định cho anh chị nó là như vậy nha, cặp vỏ trước mới thay. Và đây thì em nghĩ đây là cái vỏ sơ cua mà người sử dụng đó bỏ xuống Dunlop sản xuất vào đầu. Cái tuần sản xuất của nó sẽ là tuần 09-2016 nè. Thì đây mới là cái vỏ sơ cua được hạ xuống, nhưng mà vỏ sơ cua còn sơn còn nguyên nha anh chị nha. Mới làm bánh đầu có 3-4 cây số tại cửa hàng em thôi. Đó, còn một cái phần vỏ yếu hơn thì em sẽ để lên trên này làm sơ cua cho anh chị. Đó, thì chất xe nó đang là như thế rồi, cho nên là em cũng không có việc gì em phải ngại và em giấu cả. Đó, còn về phần cầu, cầu sau cũng như phần khung gầm thì mình không phải ngại nha. Coi xe trực tiếp thì em có thể em lên cầu cho anh chị để anh chị coi nha. Đó, còn cái thứ hai nữa, cái phần mà quay vỏ sơ cua nè, anh chị có thể thấy cho em là rất là đẹp rồi, cho nên là cũng em cũng không cần phải là so sánh chi do nó nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà hơn hết thì chúng ta sẽ coi về phần hộp số, đúng không ạ? Đây, hộp số của em nó đây, rất là khô ráo nè, đúng không ạ? Lát khỏe nè,
không ạ? Thì chất lượng xe đang là như thế này thì không việc gì mình phải ngại nữa đúng không ạ? Đó. Và số sườn của em nó BT50, số sườn sẽ nằm ở đây nha anh chị nhé. Đó, số sườn nằm đây. Còn tem tiết trên phần cầu chiếc là còn y nguyên cho anh chị. Đó, một chiếc xe chạy 68.000, đúng chất 68.000. Và ngày hôm nay thưa anh chị, 17 tháng 6 2020, em xin gửi đến anh chị chiếc 63C08052 BT50 sản xuất 2016, chạy 68.000, được lên trang bị một bóng xenon, tiết kiệm được 15 triệu cho anh chị, một dàn vỏ mới. Và nếu anh chị nào thích chiếc xe này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949, coi xe tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, hoặc chốt trực tiếp qua Zalo cho em. Và một lần nữa thay mặt cho toàn thể anh em tại Salon Ô Tô, kính chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và gặt hái được nhiều thành công. Và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ cửa hàng bên em, cũng như giá xe, phân khúc xe gia đình tại thị trường Tây Nguyên Lâm Đồng. Và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.